Hello quý vị và các bạn thân mến, tôi xin chào mừng quý vị trở lại kênh của mình nha. Thì hiện tại bây giờ là sáng Chủ nhật 11 giờ sáng tại thành phố Houston, tiểu bang Texas, ngày 28 tháng 3 năm 2021. Trước hết là tôi xin chúc tất cả quý vị và các bạn một ngày Chủ nhật an lành và ấm áp. Thì trong cái phần tin tức buổi sáng ở Mỹ ngày hôm nay, tôi xin phép được điểm những cái thông tin mới nhất nó liên quan tới tình hình ở nước Mỹ, liên quan tới cuộc sống của người dân Mỹ, đặc biệt là cuộc sống của chúng ta. Và những cái thông tin nó liên quan tới chính quyền thứ 46, đó là những vấn đề mình sẽ chia sẻ sau đây. Mà một cái nội dung nó cũng hiện tại bây giờ nó đang rầm rộ xảy ra ở nước Mỹ, đó là cái chuyện cướp bóc, kỳ thị, giật dọc, xả súng. Một cái nội dung mà tôi này xin phép được chia sẻ với các bạn sau đây. Hai cô gái dưới tuổi vị thành niên, mình không biết gọi là cô gái hay là trẻ em hay sao đó, một cô 13 tuổi và một cô 15 tuổi đã dùng súng cướp chiếc xe của tài xế Uber và đã làm anh tài xế này tử vong. Đó là những vấn đề mình sẽ chia sẻ sau đây, mời các bạn theo dõi nhé. Trước khi đi vào chia sẻ thông tin thì nếu quý vị và các bạn thấy cái video, cái thông tin nó hữu ích thì các bạn đừng ngần ngại bấm nút chia sẻ để mọi người xung quanh chúng ta cùng nhau cập nhật. Cái đó cũng là cái cách mình chia sẻ với mọi người. Thứ hai nữa là nếu các bạn thấy thông tin nó hay, nó hữu ích thì các bạn để lại một cái like, một cái bình luận. Và nếu bạn nào chưa đăng ký kênh thì đăng ký kênh ủng hộ tinh thần cho Tony và channel nha. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Và cái mục đích, cái lý do mà Tony chia sẻ cái thông tin này đó là để làm gì? Để cho chúng ta nếu có cơ hội lướt qua thì chúng ta biết, để chúng ta cập nhật những cái thông tin mới là điều thứ nhất. Điều thứ hai, mình biết để mình đề phòng cho bản thân mình, gia đình mình, con cái mình và những người hàng xóm láng giềng chung quanh mình các bạn ơi. Tại vì sau hơn 2 tháng đăng cai dưới cái thời chính quyền thứ 46 này đó, thì nó xảy ra rất là nhiều cái chuyện mà hiện tại bây giờ nó đang khủng hoảng các bạn. Thứ nhất là cái chuyện mà tấn công người châu Á, xả súng nè, rầm rộ khắp nơi. Một tuần lễ thôi mà nó 2-3 cái vụ xả súng nó diễn ra. Rồi những cái vụ cướp bóc người châu Á, rồi giật dọc, rồi ăn trộm, rồi bắn chết người châu Á. Bây giờ vào ngày hôm qua tại Washington DC đã xảy ra một cái vụ cướp này. Bây giờ không những người lớn đi cướp mà cả luôn trẻ em dưới tuổi vị thành niên đi cướp, mà là lại là phụ nữ đó các bạn, tức là cô gái đó, mình gọi là cô gái đi. Thì hai cái cô gái này, hai cái thiếu nữ này là dưới tuổi vị thành niên, một người là 13 tuổi, một người là 15 tuổi, và đã coi như gọi Uber lại và leo lên Uber để mà kêu Uber chở đi đâu đó. Đó thì sau khi lọt vào bên trong cái chiếc xe Uber á, thì hai cô gái này đã dùng súng điện để mà trấn áp cái tài xế Uber này. Cái anh Uber này á, là ảnh là 66 tuổi, ảnh là cư dân của thành phố Springfield, Virginia. Và sau khi mà hai cô gái này giằng co với anh ta, thì anh ta đang ngồi lái, thì hai cô gái ở phía sau dùng súng điện giằng co qua lại, thì anh này không chịu give up, tức là anh này không chịu dừng lại để mà đưa xe cho hai cô gái này. Cho nên sau khi mà khoảng 3 phút hai bên giằng co với nhau, thì anh này đã coi như lo giằng co thì dĩ nhiên không lo tới cái đường xá, cho nên anh ta đã bị accident và anh ta đã tử vong ngay tại hiện trường trong cái chiếc xe Uber của mình. Theo như thông tin từ cảnh sát Washington DC đó các bạn, thì người tài xế Uber này, ông ta tên là NY và ông ta đã đến Mỹ từ năm 2014 từ nước Pakistan. Thì gia đình của ông ta, vợ con của ông ta chia sẻ lại với cảnh sát là như thế này: ông ta là một người chồng tốt, một người cha tốt và đáng yêu, và lúc nào cũng tươi cười và cũng như đem lại hạnh phúc, niềm vui cho gia đình và bạn bè, người thân đó các bạn. Và hiện tại bây giờ thì cả gia đình người ta đang coi như buồn, người thương tiếc ông ta đó. Và theo như thông tin của cảnh sát Washington DC á, thì hai cô gái này, một cô là 13 tuổi và một cô là 15 tuổi, và hiện tại bây giờ tại vì dưới tuổi vị thành niên cho nên cảnh sát không có thông báo những cái chi tiết giống như là tên, họ sao các bạn, nhưng mà đã bị bắt rồi và bị truy tố tội giết người và cướp xe bằng vũ khí. Đó là những gì mà sở cảnh sát Washington DC đã cho biết với phóng viên là như vậy đó các bạn. Nhưng một thông tin mà cảnh sát Washington DC cho biết như thế này, thì cái cô gái 13 tuổi thì sinh sống ở khu vực Đông Nam ở Washington DC, còn cô gái 15 tuổi là cư dân Fort
Washington, Maryland. Đó là những gì mà cảnh sát chỉ cho biết thôi. Ngoài ra không có cho biết tên họ hay là địa chỉ gia đình gì hết. Tại vì đây là hai cô mà dưới tuổi vị thành niên, cho nên người ta phải giữ thông tin là như vậy đó các bạn. Bây giờ thì mình xin tóm tắt lại như thế này nè các bạn. Dưới cái thời chính quyền thứ 46 mới vừa đăng cai hơn 9 tuần lễ thôi mà coi như rất là nhiều cái chuyện lộn xộn nó xảy ra vòng quanh ở nước Mỹ các bạn ơi. Từ cái chuyện mà thất nghiệp cho đến cái chuyện mà khủng hoảng biên giới, cho đến bây giờ những cái chuyện mà tấn công người châu Á, rồi bây giờ những cái chuyện xả súng một tuần lễ mà xả súng 3-4 lần vào những cái tiệm massage hay là ở chợ hay này kia nọ, nó tóm lại tùm lum thứ việc nó đã xảy ra trong suốt 9 tuần lễ vừa qua. Sau vài phút nhanh gọn lẹ buổi sáng ngày chủ nhật, tôi được chia sẻ với các bạn những cái thông tin nó liên quan tới tình hình ở nước Mỹ, liên quan tới cuộc sống Mỹ của chúng ta. Thì tôi được cảm ơn các bạn rất nhiều đã bỏ ra những giây phút quý báu để xem cái video này. Nếu các bạn thấy thông tin nó hay, nó hữu ích thì các bạn đừng ngần ngại bấm nút chia sẻ cũng như để lại một cái like, một cái bình luận để ủng hộ tinh thần cho Tony và channel nha. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Have a good day.